Đây là khoảnh khắc khi Ngân đã về tới nhà cùng với một cô gái. Gia đình cùng với các anh em đã đợi sẵn từ rất lâu. Vậy rốt cuộc Ngân đã đi cùng ai trong suốt mấy ngày vừa qua? Và đây là toàn bộ diễn biến của sự việc. Mời quý vị theo dõi video sẽ rõ đầu đuôi câu chuyện như thế nào. Chị là xe ở đây mà nó có đi đâu được đâu? Tiền là nhỏ này hả? Đúng rồi con. Alo. Em tiền là anh Nguyên, anh về đi. Em tiền nè, anh về đi. Thôi. Đừng có nói gì. À, bé rồi bạn. Có chị, đừng có chửi nó, đang quay phim. Đừng chửi nó được rồi. Ủa bà mẹ rồi. Ủa chị điện ai ạ? Rồi được rồi đi, chị vô chị nói chuyện với nó đi. Đi hỏi hôm gà đi. Điện đi đâu. Giờ hỏi hôm gà nó ở đâu, ở với ai? Vô đi chị, rồi với lại chị hỏi là hôm qua đi tìm nó. Rồi. Đừng có quạt chị. Thôi quạt. Cái nước ngoài nó quệ cả. Em đi làm con. Con đi làm đó. Em nói con đi. Mà hả con đi, ai dắt con đi. Mà con nói con biết được. Hồi nào giờ con có đi ra khỏi không? Mà giờ con nói vậy. Thì giờ con muốn đi làm đó. Muốn đi làm ở đâu? Ai dắt con đi không? Cái sao mà tìm nó con đi về nên tới đó. Con nói mẹ nghe thôi. Thì con muốn tự đi. Tìm ở đâu con đi? Tìm ở đâu con đi? Mấy chứ không có. Được rồi. Ở đâu có? Ở đâu mà có? Mà chở nó lên trên trại. Chở đi lên trên công an luôn đi. Lát là lên đâu đấy được đâu cháu đừng nói chuyện đâu con tao mình mà con có con đi cỡ đó vậy mà con nói với mẹ vậy thì con có không đi ở đâu có không đi ở đâu mà có tại sao đi mà không có đi á cái gì ông quá nhà ông quá không có đi á làm gì mà làm quá đi không làm cái gì mà làm quá mày nói cho mẹ nghe coi còn cái đồ nào nữa vậy với mày nữa ông quá không quá không có đi á không chị ơi. Mày làm mày cái gì mày làm quán nữa tao nghe đây. Bây giờ nè chị đừng có la con chị nữa. Không, chuyện con cái đi sao đi. Rồi bây giờ chị hỏi bé mấy bữa nay là con ở với ai? Mẹ với ai? Mày đưa đi con ở với nó rồi ở với ai? Mấy đứa là mấy đứa. Kể kìa. Có hai chị ba đó. Nói với chị ai? Chị ba là chị hai chị ba là tên gì? Ai mà biết? Ở mẹ nó sao mà biết? Mẹ ở đây đi, mày đi với nó mà chị hai chị ba nó biết đúng không? Chị hai chị ba không mà. Rồi hỏi nè, lúc đi là ai đưa con đi? Lúc đi bên, tụi con đi lên chị lên nhà đó, xong rồi con mới đi qua Long An làm. Đi bằng gì? Dạ mướn xe đi. Sao con biết mướn xe mà đi? Dạ chị với mẹ nó mướn rồi, nó chẳng đi. Chị hai chị ba đó là nhà ở đâu? Nhà ở xe. Ai mướn mần cái gì? Người ta mướn con làm gì mà con chút xíu mà con làm cái gì? Thì lát đem lên công an luôn. Công an người ta hỏi. Đem ra luôn. À. Nói bả xe đép ở đâu nói cho mấy chú nghe chứ mấy chú đem xe đép đó. Mấy chị đó là mấy chị đó mẹ đó là ở tình bên xe đép phải không? Ừ, mấy lúc mấy mới làm đó. Cái lúc con ở xe đép là cái đêm đó con hẹn lên đó, con ở đó là ở tiệm nào, quán cà phê nào. Có cái đó không? Nhà đó mà, chả nhà đó xong mà nó đi làm. Chú hai lên tìm con ngay đó, không có đó là con đi là ảo chỗ nào. Biết mà hổ chú quán là không có đó. Dẹp điện thoại đi gái nó vậy vừa nói dẹp thoại đi coi. Con dễ định vậy cho chú hai mày đi lên mà mày nói cái gì? Dễ vậy con đưa thẳng cho định vậy đó. Ừ. Sao là không có đó. Sao ngày hôm qua mẹ nè, với con Hân bạn con đi lên chỉnh.
Và sao con dễ mấy chú đi vòng vòng nguyên cái tỉnh Long An vậy? Ôi, con đưa đúng cái địa chỉ rồi. Đúng rồi, sao tại sao con kêu đứng ở ngay chỗ công an hậu thị trấn Hậu Nghĩa tại sao con không ra? Con giải thích cho chú là tại sao lúc đó con không ra, con nói là chị với bạn của chị ra, tại sao không ra? Con giải thích cho chú đi. Ủa thì đó nó có xe thì thẳng ra mà. Chứ mà chứ đi làm đó. Chứ không phải là con nói dối phải không? Chứ không phải là con nó đang nói dối, con đang dễ chuyện đó hả? Sao lúc đầu là cái đình vị ở Đức Huệ, rồi xong gửi đình vị cho anh hai là ở Đức Hòa Thượng, rồi cuối cùng là kêu lại Hậu Nghĩa, ba cái định vị đều khác nhau mà nói gửi đúng là để đúng sao? Gửi cho anh hai á thì chú á thì chàng chú có khác, gửi cho anh không cũng mới chàng. Gửi ba chỗ, ba cái định vị là ba chỗ khác nhau. Rồi lớn chỗ tuổi. Làm đó. Mới mà lớn tuổi quá trời quá. Chỗ đó. Làm mà sao tại con sẽ tại sao con gửi cái định vị đó là ngay một cái quán nhậu, ngay quán cà phê trời. Mấy chú đi tới đó luôn á. Ôi. Tao nó làm trong quán nước mà làm gì trong trời. Nhưng mà cái định vị của con gửi là ngay cái quán cà phê chòi á. Ủa con làm gì chồng làm vậy? Con mày dắt đi nè. Bả dắt là bả dắt sao? Con kêu bả lúc về dắt là dắt sao? Mà mẹ hỏi con này hỏi con nhỏ đó là tên gì thì con đi với nó mà bao nhiêu ngày nay 10 ngày mấy ngày mà mẹ đâu nhớ đàng hoàng chứ con có hổ nha. Mà tại sao mà con biết tên là con nói mẹ nghe coi. Ủa mẹ hỏi nó sao mà bé con hỏi đâu bé. Nó trả lời không xong thì lát hai đứa lên công an luôn. Nói chung là lát cũng sẽ muộn lên công an à. Đó. Đây là công an mấy chú nó sẽ nói hết trơn à. Rồi cái đứa nào mà dẫn đi là chắc chắn cũng phải trả giá à. Rồi con nói cho mấy chú này chứ để mấy chú lên công an là mày đắm đuối á. Mày đó, bây giờ mày dắt con đi đâu? Bây giờ con bỏ điện thoại ra đi, con nói chuyện với mấy chú mà. Bỏ điện thoại ra, gác qua bên đi. Chị ba, chị ba là con đem đi nữa. Bỏ điện thoại ra. Đâu, cái người kia đâu, cái nít nào là con chứng minh là cái người kia rước con đâu. Hai người chị ba, chị hai nào đó. Vậy liên lạc bằng cái gì? Con liên lạc cái gì? Con nói là những người dưới đây nè. Đã nói bước nó rồi. Trời ơi, mấy bà lớn tuổi nhìn thái độ của con là khủng khiếp thiệt. Nói bước ở đâu? Là nói tao nói mày sao mày bắt cả hai luôn á. Hả, mày nói là mày nói lại ai đưa mày đây? Nói đâu, không nói là tụi nó đưa ông đây. Đưa nào? Con lấy gì vậy á, nó mới thú nó bước ông đây. Quý gì phải không? Con bước đi á, rồi nó bước ông đây đó. Mà quý gì ở đâu? Nó chạy xe đấy, nó chạy xuống nó bước ông đây á. Bây giờ là đi qua nhà nó luôn được không? Con dám dẫn không? Bỏ lên xe trả đi con. Con dẫn không? Nói không có nhớ được. Con mới ra lần đầu à. Sao mình nhớ được. Bây giờ hỏi nó số điện thoại. Bây giờ là con điện đi. Con móc con điện liền đi. Con chứng minh cái lời nói con thiệt là con điện liền đi. Đâu sao mày hí đó con. Tại sao mày sợ? Mày nghĩ sao mày để bỏ lên xe sợ mà sợ đâu. Hả? Trời ơi con không có lớn tiếng mày nè. Mày nói với tao mày nói vậy đó hả? Đâu đó đàng hoàng. Nó trả tốn mày rồi. Nó mới hưởng rồi á. Mà tiền nó không có đưa rồi cho con á. Hả tao mẹ mày hay mấy đứa nó mẹ mày tao mẹ mày tao đẻ mày tao nuôi cỡ nào nữa hả bà mày hả mày nó ngủ quên rồi cái mày đi thì vậy đó hả con mày không nói tao hả mày muốn cái gì là mày phải nói mẹ nó với cha mà tại sao mày vậy con tại sao mày vậy á nói tiếng thôi bây giờ không cho nó đi nữa bây giờ đi á bây giờ xuống tóc cho nó đi không cho đi tại sao mẹ nói sao mẹ nói cho con sao làm gì ở nhà mẹ nói gì con nói là tự tao rồi học đi gắng học đi học hết lớp chín đi muốn cái gì là mẹ chèo mẹ trong phòng học cái nghề đó mẹ lên cho hết nữa không học nữa giờ mẹ ơi hả cha ơi không nói với mẹ cha ơi bây giờ con ham cái chuyện đó đó cha nhắm cha lo cho con được hết không cha với mẹ lo cho con được hết không cảm thấy cha với mẹ nói không ngon ơi giờ cha mẹ quá khổ không lo cho con nữa thì giờ con mẹ đưa cho con đi mà con ham đi mà mẹ đưa cho con tới chỗ đó mẹ gửi mất người ta đi mà chứ con không phải là mà con trực tiếp mà con làm vậy chừng nào mẹ với cha chết rồi á thì con muốn làm gì con làm mẹ còn sống cha còn sống có anh hai chị hai nuôi con được chứ không phải không nuôi con được mà tại sao con không chối con biết tính chối con tại sao con làm càng em thì con chặt làm anh làm chị được quyền dạy con không đi con được chặt anh em anh mình dạy chị mình dạy chặt nhiều chặt cho con là con được con muốn nên người chị nó phải là người đi không chối con làm sao con biết con hồi nào bắt con như mình bị hồi hồng lúa vậy nè còn anh hai con nãy là được rồi nó quá bơ rồi nó biết rồi nó tải qua nó biết hết rồi rồi nó nói con là con phải rút kinh nghiệm con nằm đêm phải nghe lời anh hai chị hai thì mình dạy mình tự tin là em tiếng nói mẹ mình sao cha sao mà tại sao vậy rồi bây giờ nó ngắn ngang qua chuyện nó đi bà hỏi nó ai dắt nó đi ở dưới này từng người đi ai dắt đi ai tên gì kêu nó điện ra đi nhiên chơi bà tiền bóng có ai bà không có dắt đi ai dắt là thì nói bây giờ nè cái người nào đi cùng với con nếu con không chứng minh lừa đi cùng với con là con nói đang nói dối con đang bao che đó. Con bao che vậy con đó không muốn đi với bà tiền mất về bà mấy nay bà lấy chồng chở con bụng qua nữa nó chi rồi bây giờ đứa nào đứa con đi nói với yến với nhi phải không
Ờ nó học ở đây chứ học chung con hay sao? Nó học chứ trên xe đen chứ chảnh á. Nó học xe đen mà làm gì mà nó xuống đây nó rước con vợ đó. Dạ quên nó đó. Để cho nó chảnh là chảnh. Dạ xuống rước con. Nếu như con nói nhà xe đen thì cô dẫn mấy chú qua đi. Cái này là con nói dối rồi. Để có mặt con nói dối là mấy chú biết à. Đó là lần đầu sao mà. Đó nè, con nhìn thẳng. Con nhìn thẳng mấy chú là con dám nhìn thẳng vô mặt mấy chú không? Con nói chuyện đàng hoàng lại chứ không phải mà con vậy. Con dám nhìn thẳng không? Mới đi lần đầu kêu như hai bà còn dám rồi bà kêu con lên chợ nó mà con nói đi chặn số rồi. Số lạc hết rồi. Càng nói là càng sai. Càng nói là càng lừa. Càng nói càng lòi giấu đầu lòi đuôi. Đã nói cái điện thoại á là thì quên bà tiền à. Bà nói cho con đi nè. Đây nè. Lên lúc mà con đi kêu con lên điện đó. Con chạy lên điện cho nó con nói chuyện. Mà tại sao mà con ở tỉnh rồi cái điện thoại đó nhưng mà con điện gửi điện chị em hai là điện thoại của ai? Dạ phụ với bạn đó, vừa đưa. Không. Rồi bây giờ đó cứ nào rước con sao ở đây thôi chứ không có xe đét nào mà xuống đây mà giờ đó này đó. Hồi con đi là con xin tiền mẹ là con đi mua đồ ăn sáng mà con biết mấy giờ không? Mà giờ đó nào là từ xe đét mà xuống đây con biết bao nhiêu tiếng không? Chú hỏi nè, lúc con ra khỏi nhà con đi bằng gì? Đi bằng xe đạp, đi lên chợ, để chợ đừng mới đi á. Ở nhà có xe đạp không vậy? Có. Ở xe đạp đâu rồi? Xe đạp giờ sáng rồi em đi mượn em cô gửi xe đạp kìa. Nhưng mà xe đạp hồi lúc trước nó đi là xe đạp có nhà không? Không, xe đạp ở trên, nó bỏ trên đầu cầu. Nó bỏ ở trên đầu cầu đó. Chị nói đó. Thì đó. Bên thì có người lại rước con. Người lại rước chứ. Con làm sao con đi qua nhà người ta được. Thì nó rước con lên nhà đó. Mà người nào rước người đó tên gì? Được, con phải nói người đó chỉ người đó ra rước con đi đâu. Người nào? Nó làm gì vậy này nó xuống nó rước con. Bây giờ đưa số điện thoại đây. Nó không có số điện thoại nào mà kêu đó. Ủa không có thì sao con liên lạc với nó? Nó đưa Facebook con, nó giới thiệu tỉnh Facebook con, sao mày con biết sao á? Rồi, đưa mở Facebook rồi ơi. Nó, nãy con nói là con sẽ giới thiệu sao con sao á. Chó là con đang nói dối rồi, con hiểu không? Chú khôi phục là được Facebook con luôn, đưa đây. Đây, con mở lên đây. Đây. Facebook con đưa cho người khác, đưa sao? Được rồi. Chú khôi phục là được tin nhắn luôn á, chú con lên đây. Tin nhắn nó thôi. Ủa, Facebook con đưa sao? Lấy đem cái số nhỏ đó đó. Dẫn lên công an đi chị. Rồi đi đi. Dẫn đó chứ. Rồi lên đây. Chạy xe đi. Ra là mới có mười mấy tuổi đầu mà khủng khiếp thiệt. Đi lên công an đi. Trời ơi, mới mười mấy tuổi con ơi, mẹ. Lên công an đi, cho giải trình với công an đi. Công an rồi tính tiếp. Đúng là thái độ của con là sao? Không phải đây á, bữa nay chị dẫn nó đi công an đi, ngày mai chị chở nó đi giám định luôn. Đi giám định luôn chị. Đi giám định luôn. Coi nó còn hay là không nữa. Đúng cái đầu những người mà dẫn nó đi làm cho nó bị bắt đâu. Là em này là em tiền nè, chị nhắc là đầu clip phẩm đúng không? Nó là em đó ha. Có thể mình lòng đón mà không gian được không em gái? Là cho em hỏi lại chị, có nghĩa là lúc bữa đó chị chia sẻ đầu clip mà nhờ mấy anh em ghi hình đó là để tìm con, là bé này cũng có từng về ngủ đó lần mà chị không cho ngủ đúng không, là bé này? Thì chị cũng có nói nó hồi đó nó đi học đi hành đâu đó, chị cũng có nói chuyện tiền đó, con có chồng mà con chơi với em hoài đó đó, chị cũng có nói, chị cũng có nói vậy đó. Và ngày con tiền đi là ngày con này cũng mất luôn, đi ra ngoài hỏi bà vợ chồng con, bà vợ chồng con cũng nói vậy đó. Đúng rồi, hỏi gì mẹ, mẹ có hỏi hỏi có đi trong miếng ngân hàng không? Hồi nãy bả, hồi nãy bả, rồi ông ấy đó, cô cũng mấy lần vậy đó, bả nói ngàn con tiền đi là ngàn con ngân ngân mất, là con tiền nó trả con ngân đi, bả cũng nói vậy luôn, nói là mẹ con nghe bà chồng con đó nói vậy đó, là cô cũng nói rồi đó, là làm ngàn con tiền với con ngân là đi chung một ngày, bả nói nó đi mà nó hứa với tôi là nó đi 3 ngày đó về, bả đi ngày nay mà nó không có gì. Xong rồi mẹ hỏi xong về nó là Nhật nó con nó quen nữa. Xong rồi mẹ về mới rửa Nhật. Hay gọi ghê. Nhật. 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 Tao tiền nè. Tao đang ở nhà. Không mẹ, chứ con. Rồi mày lên tải mẹ ở ai với ai? Thì ở chị hai đó đó. Rồi với nó đó. Ở mấy đứa? Có 4 đứa à. 4 đứa ai với ai kể ra từng người. Chị hai, chị ba. Thì bây giờ chị, bây giờ thì nó tóm lại theo như tụi em thấy vậy nè. Bây giờ cứ chở cháu đến công an ha. Nhờ công an cái thứ nhất là đi giám định. Giám định cho bé mấy bữa nay đi coi có ai làm cái gì không. Ha, coi cái đó có bị không. Còn cái thứ hai nữa rồi ai dẫn đi thì công an sẽ có cách giải quyết. Nếu như cháu bị con càng nói dối thì những người dẫn con đi là càng vào tù sớm thì hơn. Thì người ai mà dẫn đi thì người đó chịu trách nhiệm với pháp luật. Tại dẫn bé này dưới tuổi đi mà bị xâm hại, bị cái đó mới có 12 bị cái đó đó thì
công an người ta sẽ có cách lo những người mà dẫn đi, người đó chịu trách nhiệm. Rồi thì đúng vậy đi chị. Không nói gì hết, bây giờ sẵn có mấy anh này đi rồi tới công an đi, chở nó tới công an đi. Cho giải thích luôn đi, không nói gì đúng hết. Chứ vợ đây nó nói chuyện với nói chuyện chị giống như nói chuyện với chị em của nó chứ không phải là mẹ nó. Cái thái độ nhỏ này là thật sự mà nói là thấy ghét. Không thể chấp nhận được. Tai ngang nói chuyện với nó vậy đó. Con cái mà nói chuyện giống như là tai ngang vậy trời. Nó láo xước nữa không, nó láo láo xước. Em nói chị là những này khó dạy rồi đó. Làm gì mà qua đây rước sớm giờ đó được. Ừ. Hẳn 5-6 giờ sáng đi qua rước được. Từ xe nét mà hỏi nó còn nó. Làm cái gì dắt giờ đó mà từ. Vậy là lên lúc đó đi dắt sáng hả? Ừ, sáng nữa. 6-7 giờ sáng mới có 5-6 giờ sáng mà 6-7 giờ sáng mà nghỉ ăn nghỉ rồi qua xe nét từ con. Mình xe nét mà qua đây rước nó được không? Coi là con không có đủ để mà con nói dối gì đâu. Nó mà cái ngày hôm qua thôi mấy anh em với chị đi tìm á. Dạ con nói nó cho nè, ngày là 3-4 cái định vị. Chú hỏi thiệt nè. Dạ con nói. Ngày hôm qua con biết mẹ con lên không? Không, con biết mẹ lên sao. Nhưng tại sao là con dễ mấy chú đi một vòng như vậy? Bây giờ chẳng những con không biết mấy chú đi, tại sao con dám con lừa con không đến như vậy? Khi mà con không đòi lên con ngủ nó lên. Con ngủ nó hồi nào? Nó tự lên thì con nói lên đi. Giờ đừng nghe giờ làm em không được. Rồi, chú hỏi thiệt nè, qua nay con có thấy được clip của mẹ con khóc không? Con không có coi. Chú hỏi thiệt nè, con có thấy cái clip mẹ con khóc không? Thì con nói là con không có coi sao mà con thấy. Vậy sao bữa nay con về? Ủa mẹ con điện á thì con về mẹ. Thì sao mấy lần trước kêu về sao không về? Ủa điện thoại con đâu? Ủa cái chị. Ủa vậy con không biết cãi lớn người vợ hay không? Bây giờ bước lại cái này. Con quay cái mặt lên con giận ngay mấy chú nè, con nói thử coi. Con quay mặt. Bây giờ con đi ở đâu? Cái mặt. Con đi ở đâu lại cũng biết hết trơn á. Điện thoại ngày hôm qua là con gửi cho mấy chú ba định vị, mỗi một định vị cách nhau hàng chục cây số. Con mới bao nhiêu tuổi mà cái đầu thấy ghê gớm vậy? Không, con này nó không có đủ trình để như vậy. Có rồi, em thấy sao? Không, con bao nhiêu tuổi là không đủ trình độ để dẻ mấy chú tới mức độ đó. Ai chỉ con cho mấy cái định vị đó? Ba định vị khác nhau hoàn toàn. Ba định vị, mỗi định vị cách nhau gần 20 cây. Rồi đó, hàng chục cây số không? Đúng rồi. Rồi vô dẻ anh em với mẹ con suốt ngày hôm qua luôn. Mày biết tao leo lên chiếc xe đó mày cũng biết mừng không? Cái con thừa biết mẹ mừng không? Tao chết sống mừng không? Mà tại sao vậy Ngân? Mày muốn cái gì mày cũng hỏi mẹ. Ừ mẹ ơi, thôi hoặc cha ơi đi. Nói mày không nói mẹ ừ cũng ra cha ơi. Giờ con dạy vậy đó cha ơi. Bây giờ nó không biết rồi. Bây giờ nó không biết chị với mấy anh em ở trên xe chăng nữa. Nó không gì nữa. Nó không cho là nói ổng á thì ổng nó kêu mày nhà đi. Bây giờ nè. Nói mẹ thôi mẹ nhà đi đó. Bây giờ ổng hỏi con nè. Con mới 12 chỗ đầu con đi ra mặn được cái gì? Con bằng được những gì con nói nghe coi. Nó con muốn học nó thì muốn nghỉ mà là thì có nghỉ học bả bả cho là con nghỉ học đấy chứ con từng tuổi con như vậy là con đi làm được chứ những gì hổm chú hỏi điện hổm ngày con làm đi nhiêu tiền rồi từ đó mượn lên là có cách 2 ngày rồi anh vô làm rồi là được nhiêu tiền rồi? Con có biết mấy bữa nay mẹ con tốn bao nhiêu tiền không? Làm được nhiêu tiền? Con biết mấy bữa nay là mẹ con tốn bao nhiêu tiền không? Bây giờ vay mượn tiền bên ngoài á con biết không? Con gì con nhìn gia cảnh thôi nè, đó con thấy nhà cửa là có khá giả không? Nghỉ đi làm á thì không cho mẹ, nghỉ học á thì mẹ cho mẹ nói mẹ nói cái tuổi con ai bước con ở nhà con là cơm biết thời vậy cái rồi luôn á dạ làm sao mới cho bắt rồi mẹ không chửi nó kêu nó thôi đi làm đi cũng chửi cơm nước ở nhà con làm không xong mà tại sao mà con đi bằng ai bước con dạ là mẹ về đi làm công ty thì có nhà đó coi cho con biết nhà đó rồi đó cái gì là dạ em cũng chửi xong rồi chứ con làm cũng chửi con gái là không có được đi chơi mẹ nói là mẹ không có cho con đi chơi mà tại sao con cãi mẹ chửi. Hả tại sao con cãi mẹ thôi chê bây giờ dắt đem lên công an xã đi chị. Báo công an tiếng là bé về rồi, với lại để cho công an người ta sẽ hỏi bé ra chờ với lại đi giám định luôn. Rồi nhắc hai đứa là công an lại biết bé nó có bị gì không là phải giám định mới được. Để cho công an xác định là người nào dẫn đi người ta chịu trách nhiệm chuyện đó. Hôm nay nhóc kìa. Hỏi ăn mẹ con không hay gì nữa. Hả ba mẹ không? Tại sao ngăn? Thì bây giờ nè trước khi ra công an thì hả? Nó vẫn còn phải chưa muộn. Bây giờ con cái gì thì con nói thật đi. Tại sao nói sao không? Tao mẹ mày hay sao bạn mày? Bây giờ một thì nói ra sự thật hết. Thì con nói vậy nãy giờ con nói sự thật hết trơn rồi. Con có giấu giếm gì đâu. Bây giờ ông hỏi con giờ lên chặt con bằng cái chuyện gì? Con nói nghe thôi. Thì đúng rồi, không phải mấy thôi. Nói cho khoe con là gì? Tại gì đâu? Cà phê nó mèo, cà phê gì? Cà phê gì? Thôi thôi, sáng làm cái sáng thôi. Về thôi chứ nó làm về mà bà. Thiệt không? Bắt cà phê thiệt không? Thiệt con cũng không. Bây giờ con để thai đó quay lại mai đó. Ai đưa con vô khoác đó bé? Con nói chị hai anh ba ở chị hai với chị ba nó thì chị hai bây giờ nè vô làm mình chung chị hai với ba nó con có dám đi với mẹ lên chỗ ở chảnh không?
mấy chú đi cùng luôn nè. Dạ đi không? Dạ đi lên cả đi, đi liền giờ luôn. Cô à. Dám không? Đi liền, lên xe đi liền bây giờ luôn. Bây giờ lên chả. Ừ. Dạ đi liền, đi được đó nè. Đi, đi được. Đi. Đây anh Tâm. Đi. Con ở đâu? Không ngờ con ở đâu? Ở nhà. Con dẫn đi luôn nha. Rồi, cái chị ba, chị hai có lên đó không? Còn chỉnh không? Thì còn chỉnh chứ đâu đi đâu. Ờ, à, dạ. Đi lên chị ba, chị hai ha. Đi không? Chú có xe sẵn nè. Thì sẵn biết chị hai, chị ba là cái người dẫn nó đi luôn á. Ờ, dạ đi đi. Giờ mình ba, mình ấy, mình ra xe, mình đi đi luôn đi anh ta. Với lại là trước mắt á, theo như thật sự mà nói á, là bé này chưa đủ tuổi, em thì có đi không thì mình chưa xác định được, em con tiền nè, có công an có chứng không chưa biết, nhưng mà trước mắt là em phải dẫn nó tới cho công an để làm việc xong em mới được về. Đó đó là điều chắc chắn. Em phải em có trách nhiệm liên đới anh chở nó về, hiểu không? Em phải giải trình tại em là cái người gặp trực tiếp đó. Lên công an. Thì lời khai em. Sao? Đúng rồi, cái này thì tụi anh không chưa nói hết được điều gì. Rồi giờ thôi giờ dắt lên công an đi vậy. Rồi trách nhiệm liên đới em trở về em phải vô công an, em gặp công an. Đây là công an xã rồi. Đó, rồi đi đi, dẫn nó lên đi. Công an giám định luôn. Giám định luôn nha chị. Ừ. Rồi đó đi. Đi đi, đi đó phải lên áo vô nào lấy khẩu trang anh vô. Thì ai là người dẫn đi hay là con bé như thế nào là ra rồi. Đi chơi xe chung với mấy chú à, không có đi kia tới gì chơi. Mấy chú nó cũng. Đi tạm đi, mẹ đây anh có xe chở đi tới nơi về đến chốn. Rồi xe để đây đi. Tài sản gì đó đem theo, trong xe có tài sản gì đem theo đi. Chú lát cũng chở tôi về dạ. À, tới nơi thôi. Lấy cái gương mặt này chưa? Mắt anh chở chúng quýnh này. Ông đắng là ra chúng quýnh luôn. Con mắt ông đắng là ra chúng quýnh. Đây đây đưa đưa chìa khóa trả chìa khóa cho nó đi. Hay giữ chìa khóa. Trả chìa khóa cho nó đi. Anh đấy đâu hả? Anh chạy vô xã rồi. Chìa khóa kia. À, cái nào chú của người chú chở chở chú ơi đi, đi, em đi nữa à, để chị đi này luôn đi rồi à. Ai chở Ngân một đứa chở Ngân đứa chở tiền nè đúng rồi rồi tiền lên lên chị này đi gọi bé Ngân bà mẹ chở gì đi. Ủa, đi xe gồm nãy là để xe đây mà nói gì trời? Để xe đây đi, để xe đây. Để xe đây đi. Đây, rồi, rồi giữ chìa khóa đi. Ở giờ đây không có mất cái gì giờ. Mở cốp xe có gì trong này không? Mở xe lại. Chị chị, mấy chị kêu bé này mở cốp xe ra có gì không mà để xe lại. Mở đi, để hỏi về đó thôi. Lát nữa dừng chấm chị cái này sao? Đúng rồi, mấy anh này đây đúng, đúng. Mở có gì không? Mở ra đi, mở ra đi. Lát nữa về nó mất trăm triệu. Mất trăm triệu, ai đền? Sao ai đền? Đúng rồi. Đúng. Mấy anh này nói đúng, để cho mấy anh này. Từ từ mở em sao đó, từ từ. Từ thôi, kẹt rồi, gấp quá không ra được đâu. Bây giờ chặt về đó anh em ơi, lấy chìa khác anh em. Bè xuống. Anh điện thoại cho anh em. Đó, rồi, tức là trong xe không có gì hết ha, rồi gửi xe đi em. Rồi không có ai ở nhà hay dẫn xe nhà luôn đi coi. À, có người nhà ha. Dạ dạ vậy được. Rồi đi đi chị chở tiền đi, chị chở tiền đi. Đi nè. Rồi đi cái này. Rồi chị Thắm chở ra. Kệ đi, điện thoại nó có xài vậy đó, nó xài. Rồi chở ra chở con hàng xã đi. Đi có gì đâu. Chú có đi không? Không, không cứ ở đây. Đi ra khu đi ra công an đi. Tại vì tiền chở về dùng nên tiền lên để điều tra coi. Đi đi chở công an lẹ đi. Chắc chắn đi ra công an đi.